Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành với nhiều điều khoản mới. Trong đó có điều 292 quy định về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Xung quanh điều luật này, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về việc hình sự hóa cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Thời sự. Công ty công nghệ iCheck, một đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, đại diện công ty này cho rằng lĩnh vực công nghệ rất đặc thù, vòng đời của sản phẩm rất ngắn, có sản phẩm chỉ tồn tại trong vòng một tuần. Do đó, công ty khởi nghiệp phải chuyển hướng phát triển sản phẩm liên tục để tồn tại. Nếu áp dụng theo điều 292 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy phép. Nghề công nghệ thông tin này, ngày nó luôn luôn phát triển, ngày hôm nay như này, ngày hôm sau như khác, lại là khác rồi. Nên là rất khó để mà xin giấy phép một cách bài bản và quy củ. Một số công ty lớn thì ok, có khả năng họ có thể làm đúng được, nhưng mà cũng đã rất khó khăn rồi, huống chi là startup. Bức xúc của công ty iCheck cũng chính là băn khoăn của cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Đồng tình với quan điểm của các nhà startup, đại diện nhà đầu tư khởi nghiệp này cho rằng hiện nay nhà nước đang có nhiều chính sách để khuyến khích khởi nghiệp. Tuy nhiên, điều 292 trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, hình sự hóa việc cung cấp trò chơi trên mạng không có giấy phép sẽ làm cho các bạn trẻ hết sức hoang mang và sẽ thui chột sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp. Khởi nghiệp sáng tạo và tạo ra giá trị mới nó không bắt nguồn từ việc đi xin giấy phép. Chúng tôi nghĩ ra một ý tưởng, chúng tôi cố gắng tìm cách thực hiện, hiện thực hóa ý tưởng đó. Chúng tôi đưa ra thị trường rồi chúng tôi thử nghiệm, hơn 90% các doanh nghiệp khởi nghiệp chết. Lý do rằng là gì? Lý do rằng là ý tưởng họ không thành công. Đấy. Thế nên là chúng tôi tất cả cái quá trình mà để tạo ra giá trị mới nó xảy ra như thế, chứ nó không bắt đầu từ cái việc đi xin giấy phép. Trong khi đó, luật sư Phạm Thanh Bình, đoàn luật sư Hà Nội lại cho rằng trong điều 292 trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi là để siết chặt quản lý hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh online. Đơn vị khởi nghiệp cần bình tĩnh, chờ thông tư hướng dẫn cụ thể cho điều 292 trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Những cái ngành nghề mà quy định trong điều 292 này thì chúng tôi thấy rằng hoàn toàn không phải là một cái rào cản đối với cái sự phát triển của xã hội, mà nó chính là những cái điều kiện để bảo đảm cho cái việc kinh doanh nó được trật tự, nó đi đúng cái khuôn khổ của pháp luật, hạn chế cái việc thất thu thuế cho nhà nước, cũng như là ngăn ngừa những cái hành vi mà lợi dụng kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, Bộ Luật Hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực. Trong khi một số doanh nghiệp lại đang hoang mang và lo lắng, thì một số khác đã tính đến chuyện đi ra nước ngoài khởi nghiệp. Các chuyên gia cho rằng nếu điều này xảy ra, Việt Nam không những bị thất thoát lớn về thuế mà còn phải đối mặt với nguy cơ chảy máu chất xám ngày càng tăng.